Mỹ Tài chuẩn bị. Còn khác chứ còn có chuẩn bị còn ta với mình thôi. Má ơi, Trương mà tuổi trẻ thầy. Buổi qua mà đô trưởng cả. Trương thì bạn tuổi trẻ. À, đây đấy, em 140 thầy. Đôi chuyện ha. Dạ đôi chuyện. Ra nhiều quá nó hao hơi. Vừa thôi á. Mỹ Tài đó, Mỹ Tài có khả năng anh thẩm tài. Chịu không nổi. Lâu lâu mới được đi hát. Chúng tôi lâu ngày hát thôi.
sao mà cảm ơn Xuân Cường mời Mỹ Tài. Sao Mỹ Tài Phương Lưu chuẩn bị Xuân này không phải.